Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, tranh chấp và gian lận thương mại là một vấn đề tồn tại trong giao dịch thương mại quốc tế mà các doanh nghiệp xuất khẩu luôn phải tính đến, nhất là khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, thị trường và đối tác cũng lớn hơn, luật định khác nhau thì nguy cơ tranh chấp lừa đảo cũng lớn hơn, phức tạp hơn. Tại hội nghị phòng tránh lừa đảo trong thương mại quốc tế do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã thu hút sự tham gia của trên 300 đại biểu đại diện cho các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, doanh nghiệp liên quan từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Tại hội nghị này, các đại biểu cho rằng dù có nhiều trải nghiệm xuất khẩu nhưng đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, chưa nhiều kinh nghiệm trong phòng ngừa và đối phó với lừa đảo và tranh chấp thương mại quốc tế. Rất nhiều doanh nghiệp chưa quen với văn hóa kinh doanh của các nước nhập khẩu, chưa hiểu biết nhiều về đối tác cũng như hệ thống cơ quan giải quyết tranh chấp, trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp. Nhiều doanh nghiệp chưa quen sử dụng hình thức giải quyết tranh chấp thương mại như trọng tài thương mại hay hòa giải thương mại. Không ít doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam bị gian lận thương mại, lừa đảo hoặc vướng vào vấn đề về pháp lý. Thì tại trường hợp gần đây nhất là tháng 4 năm 2022, chúng tôi đã có một doanh nghiệp nhập khẩu đá của Việt Nam tích cực. Có rất là nhiều dấu hiệu nghi vấn, chẳng hạn những cái logo của công ty là họ lấy luôn logo của một cái hãng phim nước ngoài rất nổi tiếng, nhìn thấy đã thấy cảm thấy được cái sự tham tâm là không có. Đó thì chúng tôi cũng đã mời, rất là may mắn là mời được các chuyên gia đá của Italia và họ đã cùng chúng tôi đến gặp cái người bán, và chúng tôi xác nhận là họ người bán không thể có hàng, và chúng tôi đã tạo sức ép để người bán ra ngay ngân hàng để hủy cái LC của mình theo hợp đồng, là ký một cái điều khoản thu tín dụng là không hủy ngang, và chúng tôi tạo sức ép để người bán là bên phía ngân hàng hủy cái thu tín dụng không hủy ngang này, để giúp cho doanh nghiệp nhập khẩu của lấy được toàn bộ tiền hàng mà không bị thiệt hại tài chính, cái lô hàng đã cũng trị giá khá là lớn. Để phòng tránh các hình thức lừa đảo thương mại quốc tế đang gia tăng, Bộ Công Thương thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo cho các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp về các hình thức lừa đảo, gian lận thương mại phổ biến hoặc mới xuất hiện. Hướng dẫn, tăng cường bồi dưỡng kiến thức thương mại, tài chính quốc tế, đào tạo kỹ năng giao dịch quốc tế cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong giao dịch thương mại quốc tế. Đối với các cái trường hợp lừa đảo về cái điều kiện thanh toán thì chúng tôi cũng nhận thấy là trong thời gian vừa qua thì cũng có những cái hoạt động của các doanh nghiệp của chúng ta vẫn tiếp tục xuất khẩu sang địa bàn với chứng thư DP. Thì có một số vụ việc điển hình như là vụ việc điều mà liên quan đến các doanh nghiệp ở Italia thì cũng có chính là các cái đối tượng này đã hoạt động ở Canada và cũng đã có một số cái sự cấu kết với các ngân hàng để rút được chứng thư ra, và cũng không hiểu bằng cách nào mà họ cấu kết được với ngân hàng. Tuy nhiên là chúng tôi thì cũng đã làm việc tích cực với cả chính quyền của bang British Columbia cũng như là với Interpol, và với sự can thiệp của đại sứ quán thì thương vụ của chúng tôi cũng đã tác động được đến cái phía nhập khẩu, và cuối cùng thì họ cũng đã chấp nhận thanh toán. Để phòng tránh rủi ro một cách hiệu quả, Bộ Công Thương đề nghị các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá chính sách nước sở tại cũng như nhu cầu, thị hiếu để kịp thời tham mưu cho Bộ về các vấn đề mang tính chiến lược và đề xuất những phản ứng chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ như Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại, các vụ thị trường, theo dõi chặt chẽ biến động thị trường, chính sách thương mại, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ theo thẩm quyền trong việc xây dựng và thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về rào cản kỹ thuật, phi thuế quan, các biện pháp, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu, hướng dẫn, hỗ trợ tối đa các hiệp hội, doanh nghiệp trong xử lý các vấn đề tranh chấp thương mại, lừa đảo thương mại. Ngoài ra, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cũng cần cầu thị, tiếp thu các ý kiến, khuyến nghị của các cơ quan thương vụ tại nước ngoài, lựa chọn các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp, thị trường phù hợp, khẩn trương lên kế hoạch triển khai và có thông tin với Bộ Công Thương, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, chủ động làm việc với các cơ quan đối tác, hiệp hội ngành hàng nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tranh chấp thương mại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Ở phía mà để hỗ trợ cho doanh nghiệp thì phía Bộ Công Thương chúng tôi cũng sẽ triển khai một số các hoạt động sau. Thứ nhất là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các bộ ban ngành liên quan, rồi các cái cơ quan đại diện của Việt Nam nước ngoài để mà cung cấp cho các doanh nghiệp cập nhật các cái thông tin, đúng không? Cung cấp các cái kinh nghiệm mà trong giao dịch thương mại quốc tế. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái hoạt động liên quan đến đào tạo, nâng cao năng lực cho các cái doanh nghiệp
Việt Nam mà tham gia hoạt động thương mại quốc tế. Đặc biệt là Bộ Công Thương cũng đã giao cho các đơn vị chức năng giống như là Cục Xúc Tiến Thương mại, rồi các cái Cục Xuất Nhập Khẩu, rồi các đơn vị liên quan khác thì để mà tiến hành hàng loạt các cái hoạt động tập huấn rồi cũng như là tư vấn thông tin như vậy. Ngoài ra thì Bộ Công Thương cũng sẽ là giao cho, đã và đang là giao cho các cái cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, tại các nước thì là để luôn luôn là cung cấp cập nhật các cái thông tin về tình hình thị trường, thị hiếu cũng như là các cái khuyến cáo cho các doanh nghiệp Việt Nam, và đồng thời các cơ quan thương vụ cũng sẽ là cái cầu nối mà để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam là xác minh các cái thông tin liên quan đến cái đối tác mà bạn hàng mà doanh nghiệp Việt Nam mà đang tiến hành để mà thực hiện các cái giao dịch quốc tế. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp xúc, tìm hiểu và đánh giá để phát triển quan hệ đối tác ổn định, tin cậy nhằm tránh những rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.